nói thế tôn kim nhật nhập đại tịch định đại tịch định chính là thiền định thiền định sâu thẳm định các vị phải nên biết Định không phải ngồi xếp bằng Quay mặt vào dách Nhắm mắt lại Hiện tại chúng ta đều xem hình thức này Cho là thiền định Loại nhập định này Là tiểu định Chứ không phải là đại định Tiểu định sau khi vào định Thì không khởi được tác dụng Đại định đi đứng nằm ngồi đều là định thích ca mâu ni phật vì mọi người giảng kinh nói pháp đều đang ở trong định ý nghĩa của định là ngoài không dính mắt trong không động tâm không phải nói sáu căn không tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thích ca mâu ni phật mắt cũng thấy tai cũng nghe tiếng sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần trong tâm như như bất động không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn Phạm phu chúng ta thấy sắc nghe tiếng sẽ bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn bị cảnh giới xoay chuyển vì thì rất khổ phật và đại bồ tát các ngài có công phu thật có định lực các ngài có thể thấy như không thấy sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài cùng với tâm thanh tịnh của các ngài không hề có chút ô nhiễm loại định này gọi là đại tịch định trong định có thể thành tựu tất cả sự nghiệp thiền định ngoài ra còn có một danh từ tiếng phạn gọi là tam mùi tam mùi chính là tịch định đại tịch định này người xưa thường gọi là bảo dương tam bụi lại nói phổ đẳng tam bụi phổ là phổ biến đẳng là bình đẳng tất cả các pháp phật bồ tát đã chứng được bình đẳng tất cả các pháp không những là trên lý bình đẳng trên tánh bình đẳng thực tế mà nói trên sự cũng bình đẳng khi ứng dụng cũng bình đẳng cái cảnh giới này rất sâu chúng ta ngày nay cùng với trên lý bạn nói bình đẳng, trên tánh bình đẳng, chúng ta sẽ gật đầu. Nói trên tướng bình đẳng, trên sự bình đẳng, chúng ta không đồng ý. Năm gón tay đưa ra, dài ngắn, không đều nhau, thì làm sao là bình đẳng? Mỗi một người, dáng dấp cao thấp, không như nhau, mặt mũi không như nhau, thì làm sao bình đẳng? Hiện tại chúng ta biết được, trên sự này thì bình đẳng, thế giới Tây Phương cực lạc sự là bình đẳng. Sẽ đến thế giới Tây Phương cực lạc, dáng dấp của mỗi người là cao như nhau, tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Nhất định là không khác nhau. Trên Kinh Du Lượng Thọ nói, Thân tướng mỗi một người đều giống như Phật a di đà Thế giới Tây Phương gọi là thế giới bình đẳng. Thế giới này của chúng ta ngày nay nói bình đẳng. Mọi người rất khó tiếp nhận Mà trên thực tế vẫn là bình đẳng Chúng ta chưa phát hiện ra Tại sao nói là bình đẳng Trên Kinh Bắc Nhã nói Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Hạo tướng là hư vọng Ác tướng vẫn là hư vọng Hư vọng cùng hư vọng Chẳng phải là bình đẳng hay sao Làm gì mà không bình đẳng Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh tất cả pháp đều là như mộng như mộng thì là bình đẳng rồi cho nên nói cái tướng thật cũng là bình đẳng sự cũng bình đẳng do cảnh giới bình đẳng tâm của bạn định ở trong tất cả pháp tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm quyết định không có tốt xấu quyết định không sanh phân biệt chấp trước vì sao vậy biết được tất cả pháp không thể được biết được tất cả hiện tượng không sở hữu cái sự thật này các nhà khoa học hiện đại dần dần đang chứng thực được dần dần họ cũng đang phát hiện chứng thật trên kinh phật nói là sự thật tương lai chúng ta ở phía sau kinh hoa nghiêm phải nói rõ cái chân tướng sự thật này tại vì sao tâm của phật là định phật hiểu rõ chân tướng của tất cả pháp tuy là tùy loại hóa thân tùy cơ nói pháp vẫn cứ là như như bất động chân thật là nói mà không nói không nói mà nói đó chính là tướng của đại tịch định hiện tướng bao gồm tất cả hoạt động đều đang ở trong định chính là trên kinh đại thừa thường nói na già thường tại định vô hữu bất định thời na già là tiếng Phạn Ý nghĩa của nó là rồng voi. Rồng chúng ta chưa thấy qua, voi thì chúng ta thấy qua. Bạn thấy voi lớn đến dừng thú xem thấy voi lớn, voi lớn một ngày từ sớm đến tối cái dáng vẻ của nó dường như đang ở trong định vậy. Đi đứng rất chậm rãi, không dội, không khẩn trương. Thái độ của nó giống như đang ở trong định vậy. Cho nên dùng cái này để làm thí dụ thí dụ cho đời sống của phật bồ tát đều đang ở trong định cho dù động tác rất là nhanh nhẹn bằng tỉ mỉ mà quan sát vẫn là đang ở trong định vì sao vậy tâm của các ngài là thanh tịnh tâm không hề dao động cho nên khi thân đang nhanh nhẹn mà quan sát thấy đều là đang ở trong định đại tịch định mà chủ này nói quy về bổn kinh này của chúng ta mà nói chính là niệm phật tam muội cùng phía sau a đã nói trước sau hợp nhau đích thực nói là niệm phật tam muội cái điểm này chúng ta phải học học bằng cách nào vậy thực tế mà nói nhìn thấu buông bỏ buông bỏ tâm liền định xin nói với các vị buông bỏ hết tất cả tại vì sao phải buông bỏ tất cả đều là giả không có thứ nào là thật không chỉ tất cả pháp thế gian phải buông bỏ buông bỏ là tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì sai rồi. Bạn chính là phàm phu. Để ở trong lòng thì bạn liền có tích chứ. Bạn liền có dướng bận, bạn liền có lo lắng, có phiền não. Phải nên biết những thứ này thấy đều là giả, không có thứ nào là thật. Bạn nói bạn thật lòng không thể buông bỏ là giả thôi. Nếu như hiện tại bạn chết rồi, bạn có buông bỏ hay không? Cho nên Đại sư Ấn Quang thường hay nhắc nhở chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải dán cái chữ chết ở trên trán. Cái gì bạn cũng đều buông bỏ. Còn có thứ gì đáng nghĩ ngợi? Làm gì không buông bỏ được chứ Bạn mê chấp Si mê Chấp trước Bạn không thể buông bỏ Bạn phải nên biết không thể buông bỏ Thì phải sinh tử luân hồi trong sáu cõi Bạn không thể buông bỏ là gì Không thể buông bỏ sinh tử luân hồi Tất cả thầy đều buông bỏ rồi Chúc mừng bạn Bạn đã siêu diệt sáu cõi luân hồi Thành thật mà nói chỉ đơn giản như vậy Xem bạn có bằng lòng làm hay không Không chỉ thế gian Pháp phải buông bỏ Phật Pháp cũng phải buông bỏ Trên Kim Kim Cang chẳng phải đã nói rồi hay sao Pháp còn nên xả Huống hồ phi Pháp Cái Pháp đó chính là Phật Pháp Đó là Phật dạy cho chúng ta Phật Pháp cũng phải buông bỏ Vì sao vậy làm gì có phật pháp phật pháp là nhân duyên sanh không phải là thật ở trên kinh phật nói chúng sanh có bệnh phật pháp là thuốc bạn hết bệnh rồi thì thuốc cũng phải bỏ luôn bệnh hết rồi mà còn phải uống thuốc thì sẽ uống ra bệnh cái đạo lý này thì mọi người dễ hiểu. Pháp còn nên xả huống hồ phi pháp. Hiện tại chúng ta có bệnh. Cần phải có Phật Pháp ngày ngày ở nơi đó dạng. Vì cần thiết đến khi bạn vào được cảnh giới này thì Phật Pháp này sẽ không cần. Cần nữa thì bạn lại bị bệnh. Thì bạn lại không bình thường. Cho nên các vị phải nên biết Sau khi giác ngộ rồi Thì bạn sẽ giống như người xưa đã nói Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đối Pháp là một đống lời thừa Một bộ đại tạng gọi là một đống giấy dụng Khi vào được cảnh giới rồi Chưa vào Vậy thì còn có lợi ích Ngộ nhập rồi thì không cần nữa phải hiểu rõ cái đạo lý này Ý nghĩa Của những lời nói này Chính là Vậy chúng ta đối với tất cả Pháp Thế xuất thế gian không nên đi phân biệt đó Không nên chấp trước đó Bạn liền dùng được tự tại Pháp không phải không có chỗ dùng Có chỗ dùng Đời sống của bạn được rất tự tại Đời sống sẽ được rất an vui Không có lo lắng Không có phiền não Không có dứng bận Không có vọng tưởng bạn được nhiều an vui. Trụ kỳ đặc pháp Kỳ là kỳ diệu Đặc là đặc thù Kỳ đạt Pháp là gì cái gì? Chính là phía sau đây đã nói Trụ chư Phật sở trụ Đạo sư chi hạnh Tối thắng chi đạo Ba câu phía sau này Đem đặc kỳ Pháp cụ thể nói ra cho chúng ta nghe đây đều là chúng ta phải nên học tập trụ phật sở trụ chúng ta ở nơi kinh hoa nghiêm đã nói qua thập trụ thập hành hiện tại đang bắt đầu giảng đến thập hồi hướng kinh văn chưa giảng đến đó là biểu pháp của đại chúng trong hội lộ ra một tin tức. Đệ tử của Phật. Phải biết trụ Phật, sở trụ. Hành Phật, sở hành. Cái trụ và hành này Trên thực tế Chính là áp dụng tâm Bồ Đề Bạn xem trên Kinh Đại Thừa Bốn Kinh này là Kinh Đại Thừa Bốn Kinh dạy bảo chúng ta tu hành Quan trọng nhất chính là Tám chữ Phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm đó là cương lĩnh tu hành của bổn kinh. Tám chữ này hợp lại là viên tu, viên chứng. Thiên về một phía thì không được. Nếu như bạn thiên ở phát tâm bồ đề, thì không có một lòng chuyên niệm không đúng. Một lòng chuyên niệm không có tâm bồ đề cũng không thể giảng sanh. Cho nên phát tâm Bồ Đề Cùng một lòng chuyên niệm Phải kết hợp lại Thì bạn quyết định Được sanh tình độ Tâm Bồ Đề Kinh luận hợp lại xem Thì ý nghĩa rất là rõ ràng Trong Quán Kinh đã nói chí thành tâm. Thâm tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm. Đó là tâm Bồ đề. Trong khởi tính luận đã nói, trực tâm, thâm tâm đại bi tâm. Kinh luận hợp lại xem, trực tâm chính là tâm chí thành. Cái tâm này chân thành đến tột đỉnh cái gì gọi là chân thành không có một vọng niệm nào cái tâm này mới là chân thành trước nhà thanh tiên sinh tăng quốc phiên ở trong đọc thư bút ký của ông ông giải thích cái chữ thành này ông nói được rất hay cái gì gọi là thành một niệm không sanh gọi là thành cách giải thích này rất gần với định nghĩa của phật đã nói bạn có một niệm thì không thành một niệm không sanh là chân thành đến cùng tột đó chính là trực tâm đại tịch định chính là chân thành đến tục định thực tiễn ngay ở trụ phật sở trụ cho nên tâm trí thành trong tâm bồ đề chính là trụ phật sở trụ thâm tâm là hành phật sở hành thâm tâm người xưa đã nói cho chúng ta nghe đó là kinh luận đều nói thâm tâm thâm tâm là hiếu thiện hiếu đức thiện và đức đều tương ưng với chân thành. Đó mới gọi là thâm. Hiếu thiện, hiếu đức, thiện đức và chân thành không tương ưng. Đó là giả, không phải là thật. Cho nên, Đại sư thiền Đạo nói, nhất thiết giai tùng, chân thật, tâm trung tác. lời khai thị này rất có đạo lý khởi tâm động niệm đối nhân xử thế tiếp vật tất cả phải từ trong tâm chân thật mà làm một chút hư ngụy cũng không có hiếu thiện hiếu đức đó là tự hành tự thọ dụng tự thành tựu sau cùng hồi hướng phát nguyện tâm cũng chính là tâm đại bi đó là lời tha cũng chính là nói chúng ta dùng tâm chân thành chân tâm đối với chính mình là thâm tâm chân tâm đối với người khác là tâm đại từ bi chân tâm đối với người khác chính là tâm hồi hướng phát nguyện chủ này nói là tối thắng chi đạo nghe chủ này nói ba câu trụ phật chi sợ trụ đó là tâm chí thành đạo sư chi hành là thâm tâm tối thắng chi đạo là tâm đại bi tâm hồi hướng phát nguyện khởi tâm động niệm đều là lợi ích tất cả chúng sanh đó là chúng ta hợp lại trên tâm bồ đề mà nói đó là thực tiễn tâm bồ đề. Nếu như chỉ ở trên sự tướng mà nói, chúng ta đều phải dùng tâm để học tập. Phật trụ ở đâu vậy? Phật trụ ở chân thành. Chân thành chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cái danh hiệu này Đại Đức xưa nói với chúng ta. Đó là danh từ của tánh đức. Đức hiệu của chân như bổn tánh cho nên gọi là tự tánh di đà duy tâm tình độ di đà là tự tánh di đà trong tâm có a di đà phật chính là trụ phật sở trụ mười phương tất cả chư phật như lai không có một vị chư phật như lai nào mà không niệm a di đà phật tôi nói cái niệm này mọi người không nên hiểu lầm không nhất định là niệm trong miệng niệm trong miệng thì không xem đó là niệm cái gì gọi là niệm tâm tương ưng bạn xem thấy a di đà phật danh hiệu a di đà phật này là tiếng phạn toàn là tiếng phạn ý nghĩa của nó là vô lượng giác a dịch thành nghĩa trung gian là vô di đà dịch thành nghĩa trung gian là lượng phật dịch thành là giác các vị thường nghĩ xem có vị phật nào không cùng tương ưng với vô lượng giác tương ưng với vô lượng giác không lìa khỏi vô lượng giác thì gọi là niệm phật đó là thật niệm a di đà phật bạn phải hiểu được cái đạo lý này nếu không mà nói bạn vừa nghe tất cả chư phật đều niệm a di đà phật liền cảm thấy kỳ lạ phật tại vì sao phải niệm a di đà phật không hề nghe nói qua phật niệm a di đà phật sau khi bạn đem lý hiểu cho tường tận Thì tất cả chư Phật chân thật là niệm a di đà Phật Chưa từng gián đoạn bao giờ Ngày nay chúng ta niệm một câu a di đà Phật Là đang học tập Chân thật gọi là học Phật Một chút cũng không giả Đang học Phật một trăm phần trăm cho nên các đồng tu từ nơi khác đến tôi nhất định khuyên họ đến niệm phật đường để niệm phật nếu họ không đến vậy thì tôi không hề khách sáo nói với họ đã uổng một chuyến đi đến singapore cư sĩ Khang quốc thái đạt la tư tối hôm nay quay về sáng sớm hôm nay ăn cơm sáng tôi hỏi ông ông có đến niệm phật đường niệm phật hay không ông đó không có tôi nói ông đã uổng phí khi đến đây rồi cho nên khi ăn cơm trưa xong ông niệm đến đó niệm phật 2 giờ đồng hồ sau khi niệm hai giờ đồng hồ ông đến nói với tôi ông nói đích thực là thật khác thường ông quay về muốn học làm theo tôi thành thật nói với ông học không được đâu ông nói tôi mang mấy niệm phật ở đây về cũng không được mấy niệm phật cũng không được âm thanh hoàn toàn không giống như ở đây thậm chí động tác cũng không giống như ở đây vẫn là không giống nhau rốt cuộc không giống nhau ở chỗ nào tôi nói rõ cho ông ấy nghe từ trường không như nhau đó là thật vì sao nói từ trường không giống nhau chúng ta người niệm phật ở nơi đây có phật bồ tát ở nơi đây niệm phật đào tràng đó của bạn không tìm được phật bồ tát đến niệm phật đó là chỗ không giống nhau cho nên bạn ở nơi đây chỉ cần bạn đem tâm định lại khi tâm định lại khi niệm phật không nên nghĩ tưởng sàn bậy bạn ở trong đó niệm một khoảng thời gian bạn liền có cảm thọ tôi nói cho bạn nghe cũng không tác dụng nhất định phải đích thân thể nghiệm Chỗ này Bạn không cách gì có thể thể hội được ở nơi khác Không thể làm được Nếu bạn muốn truy hỏi tại sao vậy Thì tôi xin thành thật nói với bạn Chủ nhân của niệm Phật đường này là Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Đó là một Bồ Tát Hoàn toàn không có lòng riêng tư Hoàn toàn vì chúng sanh Đạo tràng đó của bạn có thể tìm được người như Lý Mộc Nguyên hay không? Bạn tìm không được. Bồ Tát Lý là thiên hạ hiếm có. Đó là kỳ đặc pháp. Không có được. Ông thật nhìn thấu, thật buông bỏ. Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì Phật Pháp, không có chút lòng tư riêng nào. Cho nên xây dựng đạo tràng, liền cảm động Phật Bồ Tát đến gia trị. Đó là tương ưng với tâm Phật, tương ưng với nguyện của Phật, tương ưng với hành của Phật. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu có đồng tu tham gia niệm Phật. Ngay trong đồng tu, đích thực có tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ở trong niệm Phật đường niệm Phật, loài người này hiếm có. Cho nên bạn đến nơi đây niệm Phật, niệm được vài ngày. Nhờ dạo lực của họ, tiếp nhận từ trường của họ, huân đạo, thì cảm thọ không như nhau. Đạo lý chính ngay chỗ này. Người niệm Phật có nhiều hơn. Trong đó không có một người tâm thanh tịnh, không có người chân thật phát tâm niệm Phật, thì từ trường đó sẽ không như nhau. Không có cảm ứng, cho nên tôi rất rõ ràng đối với tình hình của niệm phật đường phật bồ tát ở trong đó thần hộ pháp ở trong đó hơn nữa thần hộ pháp rất nhiều xếp hàng cho nên cái đạo tràng này người thông thường thế gian chúng ta nói không khí không giống như nơi khác người nước ngoài gọi là từ trường không như nhau đích thực là không như nhau hy vọng bạn ở nơi đây có thể cảm thọ có thời gian đến niệm phật đường này thời gian bạn niệm được càng lâu càng tốt đó là nhân duyên ngay trong cả đời này hy hữu khó gặp bạn đi đến nơi khác tâm của bạn là tán loạn tạp loạn bạn ở nơi đây tâm được thanh tịnh vô cùng là đáng quý. Chỉ cần bạn chân thật hiểu rõ, bạn mới biết được trân trọng. Cho nên nơi đây, trụ chư Phật chi sở trụ chính là trụ di đà chi sở trụ. Đạo sư chi hạnh, hành di đà chi hạnh, trụ di đà chi trụ Lại nói được rõ ràng hơn một chút Pháp môn niệm Phật Niệm Phật tam muội Thân tâm thế giới Dạng duyên buông bỏ Một lòng niệm Phật Bạn ở niệm Phật đường này Niệm Phật chính là tự hành hóa tha hai thứ này thầy đều có đủ bạn ở ngay nơi đây niệm phật là tự hành đồng thời ở ngay nơi đây biểu diễn chính là hóa tha bạn làm cho các đồng tu đến từ các nơi đích thân nhận được cảm thụ đó chính là hóa tha bảo họ đến nơi đây tiếp nhận sự huân đạo của tự trường này. Khiến cho họ chân thật có thể có được cảm động. Cảm động được sâu cạn là ở căn tánh của một người, cũng chính là chúng ta thường nói thiện căn phước đức nhân duyên khác nhau. Thiện căn phước đức dày thì cảm thọ sâu thiện căn phước đức mỏng thì cảm thọ cạn thế nhưng nếu như người thiện căn phước đức mỏng cũng không sợ thời gian niệm dài thì được rồi cái đạo tràng này lực huân tu rất là mạnh có thể ở nơi đây liên tục không ngừng niệm được ba tháng thiện căn mỏng cũng biến thành vậy. Nhân duyên ít cũng biến thành đầy đủ. Không thể nghĩ bàn Giảng kinh ở đây hai giờ cũng bằng ở niệm Phật đường giảng khai thị. Niệm Phật đường không nên giảng khai thị đem thời gian khai thị tập trung vào nơi đây vì mọi người nói rõ công đức lợi ích của niệm phật không thể nghĩ bàn cho nên tính giải hành chứng đều đang thực hiện ở niệm phật được việc này thật không dễ dàng chân thật là đặc kỳ pháp đặc kỳ pháp chính là chị pháp môn này chính là chị nghi thức này cái hình thức này cái kiểu dáng này di đà chi sở hạnh cũng chính là trong kinh thường nói cái phương pháp này có thể khiến cho người ngủ thừa bình đẳng đồng vào cõi thật báo trang nghiêm cái ý nghĩa này chúng ta nói được rõ một chút có thể khiến cho người ngủ thừa bình đẳng thành phật cái ngũ thừa này là không bình đẳng ngũ thừa là nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa duyên giác thừa bồ tát thừa không bình đẳng tất cả pháp môn khác người ngũ thừa phương pháp không bình đẳng thành tựu quả báo không bình đẳng thế nhưng bạn niệm phật sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì bình đẳng người người đều là pháp thân đại sĩ người người đều là bồ tát đẳng giác đến thế giới tây phương cực lạc đều là như vậy Trên Kinh Thế Tôn nói với chúng ta Trong phẩm thứ sáu a di Đà Phật cũng đích thân nói với chúng ta Sanh đến thế giới tây phương cực lạc Đều là a duy diệt chí bồ tát chẳng phải đã nói được rõ ràng rồi sao a duy diệt chí là gì Diên chứng tam bất thoái Đại đức xưa chú giải cho chúng ta A duy diệt chí là từ thất địa trở lên Cho nên có đồng tu đến hỏi Tôi gặp được rất nhiều lần Họ đem quán vô lượng thọ kinh hà hà phẩm giảng sanh. Trên kinh nói, phải 12 đại kiếp mới hoa nở thế Phật. Vậy chúng ta sẽ đến cõi phạm thánh đồng cư, phẩm gì đều không cao, nghiệp chứng quá nặng, chính mình biết được. Có phải là sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, ở trong hoa sen còn phải đợi 12 đại kiếp, ngay chỗ này các vị tu tịnh độ nhất định phải nên hiểu 48 nguyện là pháp cơ bản của tịnh độ bất cứ cách nói nào đều không thể so được với nó có so cũng không thể so bằng 48 nguyện là tối thắng nhất là pháp cơ bản Vậy quán vô lượng thọ kinh nói có phải là sai không? Không sai, thực tế mà nói không có xung đột. Nói hà, hà phẩm giảng sanh phải 12 đại kiếp là không nói Phật lực gia trị. bốn mươi tám nguyện là a di đà phật oai thần bổ nguyện gia trì trinh kinh nói hoa khai kiến phật ngộ vô sanh đó là đi gì gì là đăng địa bồ tát sơ địa hoa khai kiến phật ngộ vô sanh là cõi thật báo trang nghiêm. Thế nhưng trên thực tế, mỗi một người hà hà phẩm giảng sanh sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều ở cõi thật báo trang nghiêm. Đặc biệt của Tây Phương tình độ là kỳ đạch Pháp. Bốn độ đó là cùng một chỗ cõi đồng cư cõi phương tiện cõi thật báo cõi tịch quan là ở một nơi không như các thế giới chư phật khác bốn cõi không chung nhau như hiện tại chúng ta ở cái thế gian này là cõi phạm thánh đồng cư tuy là cõi phạm thánh đồng cư người phạm chúng ta không thấy được thánh nhân Cái thí dụ rõ ràng nhất Bồ Tát Văn Thù là Thánh Nhân Đang ở núi Ngũ Đài Bạn đến núi Ngũ Đài Đi tìm Bồ Tát Văn Thù Không thể tìm ra Vào thời xưa có Pháp Sư Pháp Chiếu Ông rất may mắn Ông tìm được Đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù Bảy báo trang nghiêm Ở núi Ngũ Đài ông tìm được con vào trong đào tràng để tham bái nghe bồ tát văn thù giảng kinh con nghe giảng được một hội khi rời khỏi đi đến đâu còn làm ký hiệu sợ lần sau quên mất đường đi được không bao xa quay đầu lại nhìn thì không thấy một mảng núi hoang muốn nhìn lại cũng không nhìn thấy Gọi phạm thánh động cư Phạm phu vẫn là không thể thấy được thánh nhân Trong tâm bụi thủy sám Các vị đã đọc qua Quốc sư Ngộ Đạt gặp được Kanaka Tôn Giả ở Tứ Xuyên Đó là đạo tràng của A-La-Hán Cũng là ông có duyên Sau khi rời khỏi đạo tràng Quay đầu lại nhìn cũng không thấy gì Chỉ một mạng núi hoang đó là có chướng ngại cõi đồng cư mà còn như vậy cõi hữu dư cõi thật báo thì chúng ta làm sao có thể thấy được thế nhưng ở thế giới tây phương cực lạc thì không như vậy bốn cõi cùng ở một nơi cho nên nói ngũ thừa cùng vào báo độ cái báo độ đó chính là cõi thật báo trang nghiêm cho nên bạn đến thế giới tây phương cực lạc bạn liền thấy được bồ tát quan âm thế chí liền thấy được giang cụ phổ hiền. những vị bồ tát đảnh giác đầy ngày ngày cùng ở chung với mọi người cùng nhau sinh hoạt cùng nhau nghe phật đối pháp bạn vào cái đoàn thể này của các ngài Việc này là như thế nào vậy? Đó là oai thần của a di đà Phật gia trì. Gia trì cho bạn, bạn mới vào cõi thật báo trang nghiêm. Vì thì cách nói đó trong quán kinh là có ý nghĩa gì? Đời sống của bạn như vậy, sinh hoạt đến sau 12 kiếp. Đến 12 kiếp là bổ quyền của a di đà Phật công gia trì bạn cũng vào được bạn cũng ở được nơi đó. Chính là cái ý như vậy. Hay nói cách khác, trước 12 kiếp, bạn cũng với những vị Đại Bồ Tát này một ngày từ sớm đến tối cùng đứng cùng ngồi. Nắm tay mà đi, nhờ Phật lực gia trì. Nếu dựa vào chính bạn, sau 12 kiếp, bạn mới có thể vào được cảnh giới này là cái ý như vậy đều không có nói sai. Nói ra đều là đúng. Từ 12 kiếp, bạn liền sẽ cảm thấy rất là kinh ngạc. Vì sao vậy? Quá nhanh. Nếu như chiếu theo thông thường Đại Thừa mà nói, bạn muốn vào được cảnh giới này, vào được cảnh giới này, Chí ít phải mãn một A Tăng kỳ kiếp Một A Tăng kỳ kiếp Bạn tu xong tam hiện dị A Tăng kỳ kiếp thứ hai Mới vào sơ địa Bạn thấy tu hành Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Chỉ cần 12 kiếp Bạn ở các thế giới phương khác tu hành Phải qua một A Tăng kỳ kiếp Do nguyên nhân gì vậy? Ở thế giới phương khác có thoái chuyển thế giới tây phương không có thoái chuyển bất thoái diên chứng tam bất thoái đạo lý chính ngay chỗ này cho nên thế giới tây phương cực lạc thù thắng không gì bằng đây là nói đạo sư chi hạnh đạo sư chính là a di đà phật phật mới xưng là đạo sư Hai câu nói này là trụ Phật sở trụ, hành Phật sở hành. Tối thắng chi đạo. Tối thắng chi đạo, đó chính là kiến cho tất cả chúng sanh, giảng sanh, bất thoái thành Phật. Vậy thì đạo chính là chỉ pháp môn tịnh độ. Thành Phật chi đạo, mà trong pháp môn tịnh độ đã nói đó là thù thắng không gì bạn bạn tu học bất cứ pháp môn nào bạn chưa đoạn kiến tư phiền não bạn không thể chứng được quả a la hán hay nói cách khác chính là trong viên giáo đại thừa đã nói tịnh tông cũng là viên giáo đại thừa người xưa nói pháp môn này là đại thừa ngay trong đại thừa nhất thừa ngay trong nhất thừa phật pháp cứu cánh viên mãn tám tháng đến mức độ này lấy hoa nghiêm để nói hoa nghiêm bồ tát sơ tính dị đó là quả dị thấp nhất Sơ tính trong thập tính gì? Bồ Tát sơ tính gì? Công phu đoạn phiền não của họ bằng giới tu đà hoàng của tiểu thừa. Sơ quả tiểu thừa. Cho nên, nếu bạn chứng được Bồ Tát sơ tính gì, thì bạn gì bất thoái. Bạn nhất định sẽ không còn thoái chuyển trở lại phàm phu sẽ không còn. Thế nhưng cái gì thứ này trên kinh nói được rất rõ ràng. Kiến tư phiền não 88 phẩm kiến hoặc đoạn tận bạn mới có thể chứng được. Thế nhưng Bồ Tát Duyên sơ tính dị So với tu đà hoàng Sơ so quả tiểu thừa Trí tuệ rất cao Trí tuệ của tu đà hoàng Không thể so được với họ Thần thông đạo lực Đều không thể sánh được với họ Chỉ là đoạn phiền não Thì bằng nhau đoạn phiền não thì việc này là bình đẳng. Bồ Tát sơ tính dị cũng là đoạn 88 phẩm kiến hoạt. Tu Đà Hoàng cũng đoạn 88 phẩm kiến hoạt. Chỗ này thì là bình đẳng. Cái khác thì không bình đẳng. Thánh giả tiểu thừa không thể so sánh được với trí tuệ của Bồ Tát. Kiến tư phiền não thấy đều đoạn tận tứ quả tiểu thừa A-la-hán mới thoát khỏi sáu cõi. Siêu diệt sáu cõi luân hồi tương đương với Bồ Tát thất tính dị của Duyên Giáo. Thất tính dị cũng chính là công phu đoạn chứng giống y như A-la-hán trí tuệ thần thông đức năng đạo lực siêu việt hơn rất nhiều so với a la hán a la không thể nào so sánh được với họ. Bạn liền biết được khó cỡ nào. Chúng ta không cần nói thứ khác. Chính là sơ quả tu đà hoàng đều không cách gì có được. Bạn có năng lực đoạn phiền não hay không? Cho nên, thời kỳ mạt Pháp thành thật bà nói, ngoài Pháp môn này ra, không có người nào có thể được độ pháp môn không tệ mà chúng ta không làm được đó là sự thật pháp môn này thì như thế nào pháp môn này một phẩm phiền não cũng không cần phải đoạn việc này đối với chúng ta mà nói chúng ta được rồi có nắm được phần rồi không cần phải đoạn phiền não không cần phải đoạn phiền não thế nhưng phải phục phiền não cái điểm này cần phải chú ý. Phiền não chưa đoạn. Bạn có năng lực khống chế được nó. Làm cho phiền não không khởi tác dụng. Vậy thì được. Đây chính là tối thắng chi đạo. Cho nên tịnh tông chỉ cần phục phiền não thì có thể đới nghiệp giảng sanh, sanh cõi phạm thánh đồng cư không phải sợ coi phạm thánh động cư hà hà phẩm giảng sanh cũng cùng Dân thuộc phổ hiền dắt tay cùng đi cũng cùng những vị bồ tát đảnh giác đầy cùng ngồi cùng đứng thì được rồi cho nên đại sư Ngậu ít nói những người này nếu bạn nói họ là bồ tát không phải vậy là phạm phu một phẩm phiền não vẫn chưa đoạn nếu bạn nói họ là phàm phu họ cùng với những vị bồ tát đẳng giác cùng đứng cùng ngồi không thể nói họ là phàm phu cũng không thể nói họ là bồ tát thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn đây chính là kỳ đặc pháp đây chính là tối thắng chi đạo ngay đời này chúng ta may mắn gặp được sau khi gặp được chúng ta có thể có được thành tựu rất khó nói bao nhiêu người ở ngay trong đời này gặp được kết quả vẫn là luôn qua vẫn là phải sinh tự luân hồi bạn nói xem thật là đáng tiếc trong vô lượng kiếp có gặp được một lần sau đó bạn mới biết được cơ duyên này thật khó cái cơ duyên này thật thù thắng. Ngày nay chúng ta chỉ là may mắn ở ngay trong đại vật. Gặp được Bồ Tát Lý Mộc Nguyên xây dựng niệm Phật đường cho chúng ta, xây dựng Thu Di Đà. Chỉ cần có cái đạo tràng như vậy, người thành tựu sẽ quá nhiều quá đông. Phàm hãy bước vào đạo tràng này, thân tâm thế giới, tất cả buông bỏ, ba năm quyết định giảng sanh. Vì sao vậy? Chúng ta xem thấy ở trong tình độ thánh hiền lục, xem thấy ở trong giảng sanh truyện, họ ba năm công phu thành tựu. Không phải họ mặn chung, thọ mạng của họ có thể vẫn còn. Tuổi thọ vẫn còn rất dài. Họ như thế nào vậy? Họ không muốn ở nơi đây thế giới tây phương cực lạc quá tốt họ xem thấy được họ nhìn thấy được họ di dân qua đó sớm một chút không ở nơi đây chịu khổ đến nơi đó không gian hoạt động của họ lớn tầng thư không cấp pháp giới là không gian hoạt động của họ bạn thấy đời sống đó thật an vui Sau đó bạn mới biết được Đạo tràng này là hy hữu khó gặp Đến nơi đâu để mà tìm Có thể gặp không thể cầu Tôi giảng kinh nhiều năm đến như vậy Ngày ngày đang mộng tưởng, huyện tưởng Làm gì dám nghĩ đến tương lai sẽ có sự thật Không hề nghĩ đến Đến nơi đi gặp được Chân thật gọi là có thể gặp không thể cầu Thực tế mà nói khó được Đây cũng là chư Phật Bồ Tát An bài cho chúng ta Mọi người chúng ta Thiện căn phước đức nhân duyên vào ngay lúc này chín mùi Cho nên chư Phật Bồ Tát đến Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi thung di đà phải lúc nào thì mới có thể xây xong ở ngay trong tưởng tượng của tôi cư sĩ lý làm việc tốc độ rất nhanh chúng ta không cách gì tưởng tượng tôi thấy phải là hai năm nữa nhiều nhất là ba năm nữa ông sẽ làm xong năng lực của ông rất mạnh tốc độ rất nhanh. Từ lúc niệm Phật đường cai trương đến nay, ông ngày đêm đều nghĩ đến thôn Di Đà. Ngoài trừ thôn Di Đà ra, ông nói một dòng niệm khác cũng không có. Kiền thành chuyên chú, tức được chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn. Các vị phải xem mấy câu kinh văn này. Ý nghĩa sâu rộng, vô tận. Chúng ta phải từ ngay chỗ này mà xây dựng tính tâm, xây dựng nguyện tâm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tới đây thôi. a di đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a -cầu com người đọc phật tử thiện Quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật